quá trời quá đất. Ê! Mày khùng á? Sao mày không tạt ta ngoài đường mà tạt tao là sao? Đi không chịu báo gì chứ. Báo gì? Thấy tao đang tỉa lá không? Hả? Gì đó thôi giờ tỉa tiếp đi. Mày quá. Nói gì? Mày á? Giỏi thế. Dạ. Trời ơi hai đứa. Dạ con chào bác. Ờ chào con. Ờ bác đi đâu à? Thì giờ đi mua đồ, mua đi ra chỗ shopping kia để sắm một mớ đồ. Ê cha. Thế đang làm việc. Úi giời hôm nay mày giỏi thế cơ. Đang làm việc, dạ. Bình thường mấy cái việc này là để con vợ của nó làm. Thì đấy, ta đương nói đầu thường là đầu tắt mặt tối là con vợ mày. Thế sao hôm nay là con vợ mày nó đâu mà mày lại phải lăn lộn thế này? Con vợ của con nó đang lao ở trên sân thượng á. À, hồi sáng giờ nó lao từ hầm gửi xe lên tới trên sân thượng luôn. Bà này. Sao bác? Thế tao có hôm tao nghe, tao phải tao nhiều chuyện nhá. Nhưng mà hôm tao nghe con vợ mày nó la, nó giống như nó bị ai đánh ấy. Ôi dồi ôi, nó la, nó hét quá cơ. Thì tao không biết chuyện gì xảy ra trong nhà mày. Chị đâu, có cái bữa đó đó, con đi về trễ. Thế là nghe ra càm ràm cứ rử. Thế là con giận, con chửi nhẹ thôi. Vậy đó mà la làng la sớm, làm tao kêu riêu con. Chửi đâu mà chửi. Đâu ra mà chửi, đánh người ta chạy có cờ luôn mà. Đúng rồi đánh. Cô con, ui da. Mày nói xuống chú chi vậy? Sự thiệt mà. Đúng rồi. Cái chuyện mày đánh vợ ấy thì cả khu phố này người ta đồn lên rồi. Thế nhưng mà tại sao mày lại cứ phải đánh vợ thế hả? Lỡ rồi, nói thẳng luôn nè. Con hỏi bác nè, không đánh sao được. Cái gì đâu mà cứ vợ mà, chứ đâu phải là mẹ mình đâu. Mà hở cái càm ràm cử rử, trời con ghét nhất là cái gì đó. Mày chơi với thằng Dũng mà mày chả giống thằng Dũng gì hết. Thằng Dũng thì nó sợ vợ một phép ấy. Thật ý, thực ra ấy, sợ thì tao biết phải sợ hay không. Nhưng cứ mỗi lần nó đứng trước mặt con Cúc, cái mặt nó cái hèn hèn kiểu gì ấy. Bởi gì? Con nói thiệt với bác nha. Con với thằng Dũng, hai thằng chơi thân với nhau. Nhưng mà nó không có giống tính con. Cái gì? Người ta nói sao? Sợ vợ thì sống lâu, để vợ trên đầu trường sinh bất lão. Chú mới làm gì chú? Khinh. Trời khinh những thằng sợ vợ. Chú khinh mà chú làm thấy ghê quá. Trời bà Thơm, tao con có ý kiến nè bà Thơm. Dạ. Theo con thấy là vậy. Cái chuyện mà vợ của mình là mình sợ vợ của mình là cái chuyện bình thường. Đúng không? Chừng nào mình sợ vợ của người ta mới là khác thường. Hay nha, thằng này nói hay. Đó giống như chú nè. Chú sợ vợ của chú á là cái chuyện bình thường. Chừng nào mà chú sợ bác Cúc á mới là chuyện khác thường. Đúng không? Đúng không? Tao giả một cái bây giờ đây nè. Đau. Mày hỗn láo. Chỗ người lớn nói chuyện mày cứ xí 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 cái mỏ mày vô mày. Tao cắt cái mỏ mày. Bây giờ. Theo ý của con như thế này. Đàn ông là đầu đội trời, chân đạp đất. Đâu là để thờ cha, thờ mẹ, chứ không phải thờ vợ. À, cho nên vợ của con sai là con phải dạy. Mà dạy không được là con bụp. Thôi bây giờ này đi. Bác hỏi mày nhá, cái kinh nghiệm để mà mày dạy vợ như thế nào. Để mà bác về, bác góp ý với thằng Dũng để cho nó biết nó dạy con Cúc. Bây giờ trong trường hợp, ví dụ hôm mà mày đi nhậu về, mày xỉn đi, thì là vợ mày nó sẽ nói gì mày, rồi mày làm cái gì với vợ mày? Bây giờ không có thỉ dụ gì chứ á. Mới cách đây vài hôm, cái bữa mà nó la bà bãi đó. Hôm bữa đó là con đi nhậu về, còn uống với mấy anh em á, con chú, chủ yếu là giao tiếp thôi. Về nhà, bác tưởng tượng đi, nó đứng nó chống lạnh nha. Đứng chống lạnh đi nè. Cái này là chống nách. Đó, nó lườm con. Vợ mà. Vợ mà lườm sao được. Không. Thế là vợ khi thấy chồng mình nhậu xỉn là phải dìu vào nhà, phải đắp khăn nóng cho chồng. Nó đứng nó lườm con, càm ràm cửa rửa. Con bực vậy. Con nói em nhìn ai, em lườm ai. Cái nó lườm anh, tát bóp vô mặt liền. Thế là la làng la sớm lên. La làng là phải rồi. Đánh hả bà cô hả, quá trời quá đất rồi. Mặt bầm tím luôn, sao bà không la sao được? Tôi đánh nhẹ hiều như vậy mà la là sao? Sao nhẹ hiều? Đánh gì nè? Dạ. Đau quá trời quá đất à? Thiệt không? Đau sao đau? Đánh nhẹ hiều gì sao đó? Ôi dạ, sắp thôi, ôi trời ơi. Này, mất dạy nhặt đi chỗ khác. Thằng Tửng, mày thế là không được đó nhá. Nó là vai chú mà mày đánh nó thế không được. Không phải, ông con thí dụ thôi. Không, bây giờ này, bây giờ nhá, bác thấy có hôm thằng Dũng nhà bác nó đi nhậu về mà cái con Cúc nhà bác nó phải quỳ đấy. Nó quỳ đấy. Bà Cúc quỳ? Trời ơi, còn Dũng làm, ông Dũng làm cái gì bà? Nó quỳ để nó lôi thằng Dũng từ trong gầm giường lôi ra.
cái thằng Dũng nó hèn tới cái mức mà nó vừa mới đi nhậu về một cái là nó từ ngoài cửa nó đã quỳ xuống mà nó bò cung cúc cúc như con chó cú, nó chui toạt vào gầm giường. Không chấp nhận. Cho nên nhiều khi bác nghĩ bác cũng chạnh lòng, nói đàn ông con trai mà sợ vợ quá bác cũng chạnh lòng. Không chấp nhận. Cái thằng Dũng này không lẽ giờ tôi từ nó. Ê, lộn, không lẽ bây giờ tôi không chơi với nó nữa. Trời ơi, nó chơi với con không sợ vợ mà nó lại đi sợ vợ là sao? Chú không. Hay quá, chú hay quá. Bà Thơm, con nói bà Thơm nghe nè. Đó, cái vụ là tối hôm qua đó, không nhờ ông chú Tư ông ra ông can nghe là coi như là bà cô con á là ngày hôm nay nè. Ừ. Là bắn nghe nhạc giao hưởng rồi đó. Ủa nhạc giao hưởng là sao? Là nhạc kèn tay đó đó ma đó. Không, mày đánh mày. Chết rồi. Ôi, nó quá. Nói cũng có phần đúng. Bây giờ tao này tao bảo này. Bây giờ đặc biệt không bao giờ sợ vợ. Bây giờ tao nói mày nghe, mày cũng thuộc loại quá mà thằng Dũng nhà tao cũng thuộc loại quá. Bây giờ tao nói thật nha, còn mày còn tao nhá. Con vợ mày á là hiện giờ nó đang bị đụt đấy. Cứ khi mày đánh nó nhiều quá nó bị đụt đấy. Nó có cái màng gì che mặt nó. Cho nên là nó không thấy được cái sự tàn ác của mày. Chứ một ngày nào đấy nhá, có người á mà kéo hộ cái màng nó ra, nó nhìn thấy á, tao nói thật mày á, banh chành cái bảng mặt mày. Đây còn mày còn tao nhá, tao năm nay bảy mấy gần 80, ông giời mà thương trao, tao sống 10 năm nữa. Rồi lúc ấy xem cái mặt mày còn nguyên được như này hay không. Tao nói thật đấy. Vui. Nhìn cái mặt này mà sau 10 năm bị con cọp cái nó xé nát. Xé nát chứ không phải chuyện đùa đâu. Đừng hông. Trên đời này chỉ có Tùng đánh vợ chứ chưa bao giờ vợ đánh Tùng. Ủa bác Thơm đâu ta? Ê, ôi trời, Tùng hả? Là con Tùng nè. Ôi thế rồi, ta tưởng con bánh bèo nào. Đâu có. Sao con nè mày, mày mặc cái gì mà bê đê tím rịm này hả? Dạ không phải. Con sợ đi ngoài đường á, nắng nó ăn da. Nắng ăn da. Ôi cho nên là sẵn trong cốp xe này có cái áo của vợ con mặc luôn. Thế à? Trời, đi về đường ta nhìn con ta tưởng nó con là cái gối xôi nước cẩm. Ôi giời ơi, nóng nực quá, thôi mày bỏ ra đi cho tao đỡ ngốt đi. Rồi. Bác khỏe không? Khỏe không? Bác bình thường. Rồi con đi nghe, con đi. Ê, mày vô duyên. Ủa sao vậy? Tao đứng đây tao chờ mày từ nãy giờ, thế mày đến mày chào tao cái mày đi, mày vô duyên thế. À tôi thật quên lộn. Ủa này nghe nè, mà bác kêu con qua đây gấp có chuyện gì không? Bác khổ lắm. Con có biết không? Ủa sao? Tự dưng đang yên đang lành, thằng Dũng ấy nó đạp ngược tao ra ngoài cửa này. Trời đất ơi, nó đạp ngược tất cả mấy đứa con nó đi ra ngoài đường ấy, rồi nó khóa trái cửa lại. Trời ơi, hai vợ chồng nó ở trong đấy. Trời ơi, thằng Dũng nó đã xấu rồi mà con mà nó còn là bất hiếu nhi nữa. Không được, con phải vô con giải nó đặng mới được. Đây này, để bác nói cho con nghe mà cái sự tình trong gia đình bác. Tao đứng đây trong lúc tao chờ mày, trên dưới 4 đến 5 lần tao nghe giọng con Cúc thảng thốt. Cái tiếng giống như là bị bóp cổ đấy. Trời ơi. Tao không biết bây giờ thằng con tao nó quỷ nó nhập vào hay sao. Bác yên tâm, có con ở đây rồi, có chuyện gì á con sẽ nắm đầu thằng Dũng giải nó bài học. Ơi, vỡ cái nón mày điên à mày. Con quạo đó, con quạo đi lượm lên. Mày còn điên hơn thằng Dũng con tao nữa. Đi vô, bác vô đi. Vô đi. Thằng Dũng này, mày ha, mày bất hiếu với mẹ mày, mày sẽ biết tao đau. Trời ơi, thằng Dũng này. Bác, sao rồi, thằng Dũng đâu, đi con vô. Thằng Dũng, mày. Trời ơi. Bác, ôi chị ơi, chị Cúc, bây giờ chị Cúc làm sao? Nó. Tôi nghe, tôi mệt quá. Nó đang bị ấy. Bị ấy là cái gì? Đấy, bị chắc là. Trời ơi, trời ơi, nó móc mắt chị Cúc hả? Dũng, mày buông ra chưa? Đừng khoan, từ bình tĩnh. Con nói thiệt với bác, con là đàn ông nè, con tình đánh vợ nè. Nhưng mà con nghe những âm thanh này con chịu không nổi. Con rợn da gà luôn nè. Đây. Trời đất ơi, nó quánh kiểu này là chết con chết. Chết rồi, bây giờ làm sao nhỉ? Bây giờ xông vào đi. Từ. Con phải vào trong. Không, con phải nghe lời bác. Con đứng đây đi. Con làm cái gì? Con cảm nhận những nỗi đau của con Cúc. Cảm nhận sao? Con nhớ vào. Ôi trời ơi, trời ơi, đừng đánh em trời ơi. Trời ơi, có mặt rồi. Trời ơi, trúng rồi. Trúng mắt rồi. Tôi phừng phừng hứa giận, tôi chịu hết nổi rồi. Thằng Dũng, đứng lại. Thằng Dũng. Mà ơi, ngưng chị Cúc. Chị Cúc. Ngưng. Chị Cúc sao không? Sao đó? Ủa, chị đây rồi, thằng Dũng đâu?
Đi thôi, anh đi đi ra ngoài bắt. À, mày đánh vợ xong rồi mày thấy tao nhào vô đây rồi mày đắp mên mày mày trốn phải không? Dũng, mày buông ra. Nè, mày ra mày gặp tao nè. Mày gặp tao. Ủa, thằng Tử. Ủa bác. Thằng Tử đây, gọi thằng Dũng đâu? Tôi nói rồi, chồng tôi đi ra ngoài bắt rồi. Tội nghiệp quá. Tội nghiệp quá đấy. Bây giờ nó còn chưa hết cảm xúc nữa đấy. Nó nghe những cái tiếng mà người vợ bị chồng đánh mà nó điên loạn như một con trâu điên như thế này đây. Đấy, tội nghiệp quá cơ. Con không hiểu gì đâu. Có nghe thằng này vẫn là con người, nó chưa phải là con thú. Đúng không? Làm rắm anh hiểu được. Anh là người đàn ông vô hầu. Vô hầu. May là vô hầu. Tôi không hiểu. Vô đạo đức. Vô đạo đức. Anh là người đàn ông thô bào chuối muốn đánh đập vợ con. Mày là thô bào chuối mà đánh đập vợ con. Bây giờ sao cái chuyện này là sao? Con không hiểu tại sao thằng Tửng ở đây. Rồi ông Dũng đâu? Rồi tại sao chị lại rên la như vậy? Tất cả mọi chuyện này là như thế nào nhỉ? Trước hết nha, bác đề nghị mày nha. Mày bỏ cái bộ cánh thiên thần này ra. Mày không phải công chúa nha. Thứ hai là mày lột cái áo BD màu tím ra cho tao. Nhanh lên. Mặc áo của vợ mới nhục cơ chứ đấy. Khổ quá cơ. Đấy, đây. Rồi. Thế này, con ạ, lúc vừa rồi ấy, ở ngoài kia ấy, chính vì cái việc này mà tôi nhờ cậu đến đây, cậu hiểu chưa? Để cậu thấy được một cái điều rằng khi người phụ nữ bị bạo hành người ta đớn đau như thế nào. Con ơi, lúc nó nghe cái giọng của con la hét ấy con, mẹ thấy rõ ràng là nó còn có một cái tia lóe lên, nó là con người con ạ. Nó hốt hoảng, nó đau đớn, nó xót xa, nó chạy vào đây để nó đòi đánh thằng Dũng. Đấy, thế mà trong khi đấy nó đánh vợ, nó không thương tiếc. Thế mà tại sao nó không có lóe lên được một cái tia như thế này hả giời? Vậy là sao tôi vẫn chưa hiểu. Tôi vẫn chưa hiểu. Tôi nói cho anh nghe. Là tôi, chị là đang làm vợ anh. Khi mà anh đánh đập vợ anh, hồi nãy tôi nghe rõ ràng khi mà tôi la lên, ú chắc tôi đau quá, ú chắc là mất lỗ tai rồi, làm sao mà đeo bông tai. Tôi nghe anh nhào vô anh đòi là coi như là đánh anh Dũng. Đúng vậy. Anh biết rằng là khi anh đánh vợ anh vẫn đau, vừa la như rửa đó, tim anh cũng nhói đau. Có nghĩa là đóng kịch đấy con hiểu không? Chưa. Nãy giờ là coi như này này, nói tóm lại lý này, bác ấy là bác nhờ con Cúc với thằng Tửng để mà làm ra một cái tiểu phẩm nhỏ nhỏ để cho con cảm nhận được cái nỗi đau của vợ con khi mà mày quánh vợ mày. Ôi rồi ôi, tao nói thật với mày, cứ đêm nào thế tao nghe con Lan nó la hét ở bên nhà tao đớn đau quá cơ. Tao nói thật với mày, mỗi lần mày đi nhậu về là gia đình mày làm náo loạn cái khu phố này lên hết. Cho nên tao không thể nào chịu được, tao là người dưng đấy, nhưng mà tao nhìn mày đánh con Lan tao không chịu được. Cho nên hôm nay tao cho mày hiểu được cái nỗi đau khi vợ mày nó như thế. Đây này, con này nó la vô hồn vô cảm thế mà mày còn đau đớn thế. Thế mà vợ mày nó bị đánh thật, nó la lối như thế mà mày không cảm nhận được cái gì à? Không đau à? Không đau, không cảm nhận được. Tại sao thế? Thì lúc đó con xỉn rồi, chứ con đánh nó, con la lớn hơn nó thì con không nghe được cái tiếng la của nó. Bây giờ từ sau nhá, mày một hôm nào đó mày câm mồm, mày lúc mà mày đi nhậu về mày câm mồm hoặc là mày làm sao mà mày đi mày khâu cái mồm nó lại, khâu lại cho tao. Để mà nó về nó đánh vợ nó để nó nghe được cái nỗi đau của vợ nó, mày hiểu chưa? Tửng, cái trái dừa vô trong họng ông luôn mà ông vẫn la. Tửng à, trời, bà nói cho chú biết đi. Mỗi lần mà chú đánh cô con á, cô có la rên giống như là cô Cúc không? Có, sao mà không có? Nhân lên 10 lần. Đúng rồi đó, nhân lên 10 lần luôn á. Con đứng ở phía ngoài nè, con cảm nhận mà con đau dữ lắm luôn á. Đánh gì mà đánh tới sợ luôn à. Cô với bà biết không, từ khi con đặt chân vào cái nhà này nè, chú con đánh con. Không không, cái nhà của chú chứ không phải nhà. Cái nhà của chú đó. Chú con đánh con đến nỗi bây giờ con tối tăm mặt mũi luôn. Con bây giờ con cảm thấy cuộc đời của con nó đen thui à. Mà bây giờ con không định hướng được là bây giờ con nên vui hay là sáng sủa, mà con tỉnh hay con điên nữa. Bây giờ con đi ra ngoài đường á, người ta kêu con bằng Tửng mà con rất là hãnh diện. Con hãnh diện dữ lắm. Là bởi vì con định hướng không có được đó. Ngưỡng rồi, tức là mày đến ngưỡng rồi đấy. Dạ đó. Người ta gọi mày bằng Tửng mà mày hãnh diện là mày đến ngưỡng đó. Đánh gì? À đây này, ui dồi ôi, ui dồi ôi. Thế bây giờ mày đã hiểu được cái việc làm của mày là như thế là sai chưa? Vâng, con đã ngộ rồi. Mày mà không hiểu được nhá, bác thề với mày, ngoài cái vấn đề tao làm đơn thưa mày ra tổ dân phố ra nhá, mày mà cứ đánh con Lan một cái, tao chỉ cần nghe tiếng con Lan nó la lên thôi, mày tin không? Tao bẻ khóa, tao nhảy rào vào nhà mày. Và tao sẽ là người đánh mày đầu tiên. Mày coi biết lúc đó là cảm nhận cái nỗi đau khi mà bị người khác đánh. Mày tưởng tao không đánh được mày à? Yên tâm, mà coi như không làm lời hẳn là con đây, con sẽ theo đuôi mà. Còn nếu như mà không được à, con dắt hai đứa con theo theo luôn. Mày phải xuống thằng Dũng mới là cái thằng quan trọng.
mà thường là con để anh Dũng ở nhà. Không bao giờ con cho anh Dũng vô một group luôn. Gia đình mình là một group đánh lộn, đánh tan hẳn ra luôn. Thôi thôi, được. Nếu mà cần thiết nữa con tạo phản luôn. Con kêu cô Lan nè tới đây nè ha, là kéo cái bức màn ở trên mặt của chú ra ha, cho cô Lan thấy rõ cái bộ mặt thật của chú. Đúng rồi. Đừng nói nữa. Tôi hạ màn rồi. Tôi hạ màn đây. Tôi hạ màn đây. Tôi hứa tôi sẽ không bao giờ hành hung cô của thằng Tấn, tức có nghĩa là vợ tôi nữa. Tôi xin hứa không bao giờ đánh vợ nữa.